Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tỉnh Sơn La cho thấy, tính đến cuối chiều ngày 24 tháng 7, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã làm 9 người chết và mất tích, một người bị thương, nhiều nhà ở, công trình trường học, đường giao thông, cùng tài sản, hoa màu của nhân dân bị hư hỏng. Cụ thể, toàn tỉnh có 9 người chết và mất tích, trong đó huyện Mai Sơn có 6 người chết, người mất tích do sạt lở đất, 3 người còn lại là ở huyện Thuận Châu bị nước lũ cuốn trôi, một người ở huyện Mường La bị thương do sạt lở đất. Mưa lũ cũng làm 389 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 28 nhà phải di rời khẩn cấp, hơn 200 nhà bị ngâm nước, còn lại là hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, còn có 6 điểm trường tiểu học và mầm non bị ngập. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do tỉnh quản lý, có gần 540 điểm ách tắc, sạt lở với khối lượng đất đá sạt lở hàng chục nghìn mét khối. Về nông nghiệp, Tổng diện tích lúa mùa bị ngập và cuốn trôi khoảng 270 ha, diện tích cây trồng hàng năm và lâu năm gần 30 ha. Toàn tỉnh có hai con trâu bò, 8 con lợn và gần 3.500 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi ngay sau khi thiên tai xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã triển khai công tác khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa để ổn định chỗ ở tập trung tìm kiếm những người còn đang mất tích bố trí nhân lực máy móc thiết bị và huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương đảm bảo giao thông thông suốt an toàn Thưa quý vị khán giả, ngày 25 và ngày 26 tháng 7 tới đây sẽ diễn ra lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không đợi đến ngày chính thức, từ những ngày vừa qua, hàng triệu người dân không ai bảo ai đã tự giác treo cờ rủ, làm thơ, viết bài trên các trang mạng xã hội hay đồng loạt thay ảnh vị Tổng bí thư kính yêu lên khuôn hình đại diện trên các trang mạng xã hội Facebook để bày tỏ niềm tiếc thương. Thông tin được đăng tải trên tờ báo điện tử Vin Express từ hôm qua đã có rất nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An đến chùa để thắp hương tỏ lòng thành kính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi nhận của các phóng viên sáng 23 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 50 Phật tử làm lễ cầu siêu trước di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm quận 3. Trước đó trong hai ngày, khu nhà linh của chùa cũng đã đặt bàn thờ để người dân Phật tử đến viếng cố Tổng Bí thư. Lễ cầu siêu diễn ra trong hơn 1 giờ. Theo đại diện của chùa, việc tổ chức cầu siêu được thực hiện theo đúng nghi lễ Phật giáo như một cách để bày tỏ lòng thành tri ân những đóng góp cho đất nước của cố Tổng Bí thư. Sau lễ cầu siêu thì đông đảo Phật tử người dân trực tự vào chánh điện viếng người đã khuất. Như bạn trẻ cho biết họ luôn theo dõi các hoạt động lãnh đạo của cố Tổng Bí thư và nhớ nhất về cuộc chống tham nhũng của người. Thưa quý vị, tưởng nhớ vị Tổng Bí thư gần gũi với nhân dân, trên các báo, các mạng xã hội những ngày này, rất nhiều những hình ảnh giản dị thân thương của ông đã được chia sẻ và càng khiến cho người ở lại vừa xót xa, vừa thêm kính yêu một nhân cách lớn. Báo Dân Chí cũng đã cho biết bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gói bánh trưng tại nhà riêng vào dịp Tết 2019, lần đầu được công bố đã nói lên nhiều điều về một con người văn hóa giữ lấy nếp nhà dưới tiêu đề gói bánh trưng, dự lấy nếp nhà, bài báo cho biết ngày 27 Tết nguyên đán năm 2019, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng vợ và hai cháu nội gói bánh trưng tại nhà riêng. Đây là một trong những bức ảnh lần đầu được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phép công bố, xuất hiện trong cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa ra mắt vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Vừa đây... Giữa bức ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với mái tóc bạc phơ trong bộ quần áo bình dị, tay gói bánh trưng, bên cạnh ông là người vợ Tào Khang, bà Ngô Thị Mận cùng với hai cháu nội của một cháu trai và một cháu gái. Góc nhà của người đứng đầu đảng và nhà nước hiện lên đơn sơ, giản dị, đúng với con người và tính cách của ông. Từ mảng tường bong chóc, ố vàng, bộ lịch treo tường đến nồi cơm điện cũ, chậu nhựa, rổ xá, mệt, bằng tre đã nói lên rất nhiều điều. Bài báo cũng cho biết, Tết năm nào gia đình Tổng Bí Thư cũng quay quần, gói bánh trưng. Thưa quý khán giả, bằng nhiều cách khác nhau, người dân cả nước đã và đang bày tỏ lòng kính yêu tiếc thương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Vâng thưa quý vị, và những ngày nay trên một số các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng đã dùng những loại hình nghệ thuật độc đáo để tạo nên những bất chân dung vi sinh động vì Tổng thống quý thư của nhân dân. Và đáng chú ý là trong số này là những bức hình đã của người đã khuất được tạo ra từ nghệ thuật ánh sáng lấy cảm hứng từ chính sách ngoại giao cây tre của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghệ nhân Bùi Văn Tự đã ra tác phẩm Cây tre Việt Nam để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Để làm nên tác phẩm, anh Tự đã nghiên cứu tài liệu và lên ý tưởng suốt 3 tháng, cùng với đó là quy trình chế tác mất gần một tháng. Ngoài ra còn có một thanh niên đã thức trắng đêm tạo hình tác phẩm Tổng bí thư anh là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1999 tại tỉnh Vĩnh Long. Anh Hưng chia sẻ: Khi biết đến những giờ phút cuối đời, Tổng Bí thư vẫn tận tụy làm việc, em càng thêm kính trọng và tiếc thương bác. Đây cũng là lý do khiến anh Hưng đã dành cả một ngày để tạo hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nghệ thuật sắp đặt ánh sáng. Tác phẩm này anh Hưng đã mất gần 20 tiếng liên tục. Anh đã phải thức trắng đêm để có thể sớm hoàn thiện Ngoài ra, anh Hưng cho biết thêm tác phẩm của mình được làm bằng chất liệu gồm giấy thùng cạc tông, ván gỗ thông tâm tre. Để mày mò làm được một tác phẩm hoàn chỉnh, trước đó thì anh cũng đã mất khoảng 5 tháng để tìm hiểu trên mạng Internet. Chàng trai chính ít cho biết khó khăn lớn nhất khi làm một tác phẩm, chủ yếu đó chính là sự nhẫn nại. Khi tác phẩm hoàn thiện, anh Hưng đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và được rất nhiều người dùng Internet bày tỏ sự khâm phục cũng như là tán thưởng. Vâng, và có thể thấy là điêu khắc ánh sáng là một cái trường phái nghệ thuật rất là độc đáo đúng không ạ? Và đây cũng là một trường phái nghệ thuật đã được thể hiện bởi sự kết hợp giữa điêu khắc truyền thống với nguồn ánh sáng cố định. À, nếu như trước đây thì chiếc đèn đơn giản chỉ để chiếu sáng thì nay ánh sáng đã được coi như là một nghệ thuật điêu khắc, qua đó tạo nên những hình ảnh độc đáo bằng chính những phần bóng của vật thể đã được điêu khắc và đã có khá nhiều những bức họa chân dung xuất sắc đã được tạo ra từ nghệ thuật này. Và cũng tôi cũng được biết là chiếc tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của anh Hưng thì cũng đã có một số những nghệ sĩ tạo hình vị sư mình

Vâng thưa quý vị đã cận kề ngày 27 tháng 7 tức là kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. À, trong những ngày qua thì rất nhiều các địa phương trên cả nước họ cũng đã tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ tri ân đầy ý nghĩa. Thông tin được đăng tải trên tờ báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam. À, thưa quý vị tối qua 23 tháng 7 tại quảng trường giải phóng thị xã Quảng Trị thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp này lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và khoảng 1.000 nước chư tăng, chư tôn, tăng ni Phật tử cũng như là đông đảo người dân đã đến tham dự. Đại lễ cầu siêu kéo dài từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 tại các nghĩa trang trong toàn tỉnh Quảng Trị. Đại lễ cầu siêu được tổ chức tại Quảng Trị nhằm tưởng niệm đền ơn đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương hy sinh cống hiến vì độc lập dân tộc tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại lễ cầu siêu cũng cầu cho quốc thái dân an, hướng đến những điều thật tốt đẹp vì hòa bình. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về một truyền thống yêu nước tri ân sâu sắc những công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập hòa bình cho ngày hôm nay